Xin chào tất cả các bác. Sau một thời gian dài, cơ sở đã giới thiệu mẫu lục giác chân liền dạng nhân kỷ có đường kính rộng 60 cm. Tuy nhiên với chất liệu là composite thì giá thành có thể là hơi cao so với cái chi phí đầu tư của rất nhiều xưởng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chính thức giới thiệu cho các bác mẫu lục giác chân liền đường kính rộng 60, cao 45, chân liền dạng nhân kỷ theo form mẫu của khuôn composite. Hiện nay có phiên bản là ABS. Với phiên bản này thì không khác gì về kích thước cũng như là hoa văn. Nó chỉ khác mỗi là chất liệu là nhựa ABS và giá thành nó sẽ tương đối là thấp so với chất liệu composite. Bây giờ chúng ta sẽ xem một lượt tổng quan về hoa văn cũng như đường nét kích thước của bộ này nhé. Đó, bộ này cũng thiết kế lấy nguyên bản thiết kế là hoa văn tùng cúc trúc mai sen hồng 6 mặt khác nhau này tấm đáy, và đặc biệt là phiên bản ABS sẽ cải tiến là giúp chúng ta có lỗ thoát nước, hai lỗ thoát nước khi mà được tạo bởi hai cái lỗ thoát nước ở tấm đáy như này, và khuôn cũng đảm bảo rất là khít luôn, rất khít đó. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên ngoài với khuôn ABS thì nó sẽ đi thêm những đường gân này giúp cho khuôn cứng hơn, và tấm đáy cũng vậy nhé. Tấm đáy của bộ này đánh giá là thông minh hơn so với những tấm đáy của các bộ khác, đó là nó sẽ độ thêm một khoảng như này nữa để cái phần này là phần tiếp giáp với đất này, khi chúng ta đúc thì nó sẽ tránh bị mài mòn trực tiếp vào chân như này đó. Và bên đây cũng có thêm những đường gân này chịu lực rất tốt. Và đây là lòng trong. Đây là lòng trong nha, một lát nữa cơ sở sẽ đúc và các bác sẽ xem đến cuối video để xem là bộ này tháo ra nó sẽ như nào nhá. Lòng trong của bộ chân liền dạng trên kỳ 60 này. Đó. Lòng trong này chắc hẳn là nhiều anh em nhìn nó quen thuộc rồi. Có lẽ quay đến đây thì nhiều anh em đã biết được lòng trong này chính là sử dụng lòng trong của bộ 60 sen phúc lục thọ trước đây. Đó. Để quay đây có lẽ rất nhiều người đã vui mừng khi mà chúng ta đã có bộ lục 60 này rồi nhá. Chúng ta đã có bộ lục 60 này rồi thì bây giờ có lẽ chúng ta chỉ cần mua mỗi vỏ ngoài như này thôi. Đó, mua mỗi vỏ ngoài như này thôi thì chúng ta sẽ có được hai loại chậu, một là chân liền dạng chân kỷ như này. Đây, và là một là lục 60 sen phụ thọ như này. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem quá trình đúc cũng như là kết quả tháo ra của bộ khuôn lục chân liền dạ chân kỷ đường kính rộng 60 ở phiên bản khuôn chất liệu ABS sẽ như thế nào. Làm các loại chậu có lòng trong mà có con máy rung này thì vừa nhàn và sản phẩm đúc ra lại vừa đẹp. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau xem kết quả bộ này tháo ra khi có máy rung nó sẽ như thế nào. Sau 24 giờ thì hôm nay anh em sẽ tháo bộ lục chân liền. Lục chân liền dạng nhân kỷ đường kính rộng 60, cao 45 với chất liệu là ABS này cho anh em xem nhé. Với bộ này thì đầu tiên là chúng ta sẽ nghiêng ra như này để tháo tấm đáy trước. Rồi, với tấm đáy này thì tháo rất là dễ nhá. Đây, tháo rất là dễ. Đây, có hai cái điểm này tạo hai lỗ thoát nước đây. Phải nói là phần đáy này cực kỳ đẹp luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tháo từng mảnh vỏ ngoài ra.
Cái lá bộ này không cần phải gõ nó cũng ra rồi. Đó, anh em xem hoa văn nhá, cực kỳ nét luôn. Đây, với ABS đổ không cần phải hồ dầu nhá, không cần phải hồ dầu mà nó bóng như này luôn, bóng cực đẹp như này luôn nhá, không thấy một điểm rỗ nào. Các điểm li ti này, đây là phần nhớt nhá, lau đi là chúng ta sẽ không thấy một điểm rỗ nào luôn. Nó mảnh cái trúc này. Phải nói rằng hoa văn của bộ này cực kỳ sắc nét này, khi tháo ra rất róc và không có một điểm rỗ nào. Đấy, không thấy có một điểm rỗ nào luôn nhá. Nó hơi có một chút mơ vía như này. Thì cái phần này xử lý lại làm nguội rất là dễ thôi. Rồi chúng ta tháo tiếp mảnh. Mảnh này mình xem này. Đó. Khuôn rất là ok. Như vậy là nghiêng như này thì chúng ta tháo được 5 mảnh ra. Còn một mảnh bây giờ chúng ta chỉ cần nhấc chậu lên là nó tự bung ra rồi. Nghiêng lại, nghiêng lên thôi. Qua một lúc. Cực dốc luôn. Cực dốc luôn. Ở như vậy là bộ lục 60 chân liền dạng chân kỷ với chất liệu là nhựa ABS thì cơ sở đã tháo xong rồi. Đánh giá về chất lượng bộ này thì tháo ra là rất là dốc nhá, rất là dốc mà độ láng bị cao. Anh em nào muốn sở hữu bộ này thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số điện thoại ghi ở trên màn hình.